Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 3, Hội đồng Hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023. Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và quận huyện thành phố Đà Nẵng. Tại buổi gặp mặt, Hội đồng Hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống 33 năm thành lập Hội đồng Hương. Hiện nay bên cạnh Hội đồng Hương Đà Nẵng còn có Hội đồng Hương các quận, huyện, thành phố Đà Nẵng. Những năm qua, Hội đồng Hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự phát triển Đà Nẵng, đồng thời có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, y tế, giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài. Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 vào năm 2021-2022, Hội đồng Hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực hỗ trợ bà con làm ăn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng kịp thời, tích cực hỗ trợ vật chất cho người dân gặp khó khăn. Bên cạnh đó, hội còn tích cực tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng của người dân xứ Quảng đối với bà con đồng hương, qua đó lưu hướng về quê hương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và người dân thành phố gửi lời thăm hỏi ân cần đến bà con đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, Hội đồng Hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tổ chức đồng hương có hết sớm nhất và có nhiều hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa. 33 năm qua, hội giữ vai trò là địa chỉ kết nối, hỗ trợ những người con xa quê sinh sống tại mảnh đất phương Nam này, đồng thời kết nối những người con ấy về với quê hương, bản quán, thông qua các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, y tế, giáo dục, khuyến học, khuyến tài, nhất là thời điểm Tết đến xuân về, thiên tai, dịch bệnh, cũng như giới thiệu kết nối các hoạt động đầu tư kinh doanh giữa các cá nhân tổ chức ở hai địa phương. Tháng 7 năm 2021, khi thành phố Hồ Chí Minh đang vào giai đoạn cực kỳ khó khăn của đại dịch Covid-19, với sự kết nối kịp thời của Hội đồng Hương, nhiều người dân thành phố Đà Nẵng đã kịp thời trở về quê, đồng thời kịp thời gửi những xuất quà của thành phố Đà Nẵng đến bà con đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Lê Trung Chinh đã thông báo với bà con đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh những thành tựu nổi bật của thành phố Đà Nẵng trong năm 2022, đồng thời bày tỏ quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023, cũng như mong muốn bà con đồng hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành với thành phố Đà Nẵng trong quá trình xây dựng phát triển quê hương. Năm 2023 dự báo sẽ là một năm đầy khó khăn. Thành phố Đà Nẵng chọn chủ đề năm 23 là năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, thành phố khẩn trương hoàn thành các công trình trọng điểm, động lực, tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động du lịch dịch vụ, mà điểm nhấn là tái khởi động lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7. Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong tất cả các ngành lĩnh vực, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả đề án về thực hiện chương trình thành phố Bốn An gắn với chương trình thành phố 503 có nhằm đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, tạo được môi trường an toàn, hạnh phúc cho người dân thành phố. Trong các chương trình kế hoạch thành phố đã đặt ra, chúng tôi luôn mong mỏi nhận được sự chung tay góp sức đồng hành của các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân tổ chức là người dân Đà Nẵng ở trong và ngoài nước, trong đó có các đơn vị đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Với sự đồng hành của những người con Đà Nẵng xa xứ, chúng tôi tin tưởng về một Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, năng động và luôn là nơi trở về ấm áp của mỗi chúng ta. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã trao bằng khen cho các đồng hương Đà Nẵng có những đóng góp tiêu biểu cho Hội đồng Hương Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.